Dạ, xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shop Tour ngày 11 tháng 5 năm 2018. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video tiếp theo, Shop em sẽ tiếp tục giới thiệu những cây kèm của Cannabis sản xuất tại Đức, Made in Germany. Đây là cây kèm mở ống hay còn gọi là cây kèm Cobra, thương hiệu Cannabis Cobra, sản xuất tại Đức, Made in Germany. Mã của nó là 8702250, tức là cái chiều dài dài nhất của nó là 250mm. Từ đây đến đây là 250. Thì với cái kèm 250mm này, nó là cái tầm trung rất là dễ xài. Và giá bán nó hiện tại shop em đang bán là 835.000 chưa bao gồm cái vận chuyển. Đối với cái kèm này, shop em lần đầu tiên mới xài cách đây cũng khoảng 4-5 tháng rồi, và chất lượng rất là tốt. Và theo thiết kế nhà sản xuất thì tất cả cái răng từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất ở đây, nó được tôi ở mức độ thép là tôi là 61HRC, rất là cứng và rất là khó bị gãy và mẻ. Thì cái kèm này chỉ chuyên dùng để kẹp ống và mở, còn nếu mà anh chị mà dùng cho việc mở mấy con ốc á thì không nên, bởi vì nó sẽ làm hư con ốc luôn. Đây là cái vật liệu thử nghiệm, hướng dẫn anh chị cách xài luôn. Đầu tiên mình sẽ nhả nó ra, rồi mình sẽ cặp nó lại và mình điều chỉnh đây nè. Nếu mà nó lỡ hơi có cứng lực á thì mình sẽ cặp nó vô ha, xong mình bóp cái này, bóp vô một chút rồi mình sẽ chỉnh cái lực. Rồi. Nếu mà cái tình trạng cái kèm nó hai cái nó song song và sát như vậy đó là sai, bởi vì nó không có còn đủ lực để nó bám. Mình sẽ nhất là khoảng 1 đến 2 răng thôi. Okay. Cái mức độ lực như vậy là vừa nè. Nếu mà vừa cái tầm tay nắm của mình là đúng là chuẩn. Thì cái độ ăn của cái kèm này rất là tốt. Đó, ví dụ như giờ mình cặp sát vô ha. Rồi mình nhấn xuống. Đó. Thấy không? Dùng hai tay cố mà đè mạnh xuống thì nó không có bung ngàm, tức là mình chỉ cần dùng một cái lực nhẹ thôi thì cái hai cái ngàm nó tự động nó siết con ốc lại hoặc nó siết cái mướt lại để chúng ta có thể là vặn bẻ rất là cứng. Đó, mình không cần phải dùng hai tay cùng nhau bóp như vậy thì nó sẽ giảm cái lực và cái tay của mình rất là mỏi. Đi ngay kèm Cannabis thiết kế cái chỗ đòn bẩy này rất là hay. Đó, chỉ cần dùng một lực thôi là có thể siết được rồi. Và anh chị sẽ nhìn thấy nè, cái chỗ này là cái ngấn của nó ăn vật liệu rất là kinh khủng, cho nên nó là cây kèm này sẽ không phù hợp để mà anh chị sử dụng trong cái việc mở ốc, nó làm hư ốc hết. Và để mở ốc thì anh chị sẽ mua cái kèm này chuyên để mở ốc luôn, bởi vì hai cái răng của nó là mềm, nó bằng phẳng và nó ăn cái con ốc rất là tốt, nó không có làm bị hư răng và rất là sát. Thì cái độ tôi của này nó chỉ có khoảng dưới 60 HRC thôi, em không nhớ rõ cái thông số kỹ thuật, nhưng mà cái kèm này thì chuyên để mở ốc luôn. Và những cái răng này nó rất là khích, nó khích đến độ mà nó có thể sử dụng mở được tất cả các con ốc trên thị trường, đặc biệt là những con ốc Trung Quốc. Thì ốc Trung Quốc á, nhiều khi nói là cái size 17 mà đúng ra nó không tới 17 đâu, nó có thể là cộng trừ vài phần trăm trong đó. Chỉ có những ốc mà trên thị trường chuẩn hay là gắn những cái máy siêu chuẩn thì nó sẽ là ốc chuẩn thôi. Cái này thì có thể là sử dụng rất là đa năng, nó mở được tất cả các loại ốc, mình có thể thay thế cho cái mỏ lết luôn. Và lực của nó rất, mình dùng cái lực bóp tay rất là nhẹ nhàng nhưng mà cái lực giữ con ốc cực kỳ cứng, không tránh tình trạng trượt. Và khi mà đã giảm cái tình trạng trượt thì con ốc của mình nó sẽ được bảo quản rất là tốt và mở rất là nhẹ nhàng. Nhất là những cái máy hơi thì em chuyên dùng cái kèm này để mở, không bao giờ bị hư răng hết, xài rất là đã. Rồi anh chị lưu ý nha, hai cái kèm này nó hoàn toàn giống nhau, đều là cái công dụng là dùng để mở. Mà con này, cây này thì chuyên dùng để mở ốc, cây này chuyên dùng để mở ống, nó rất là tốt. Và đây là cái mã số của nó, 8605180, tức là cái kèm này nó nhỏ gọn thôi, mình có thể xách đi bỏ vô trong cái cốp xe để mà cần thì sử dụng rất là hiệu quả. Lực của nó cũng giảm rất là nhiều, giảm 40% lực tay luôn. Rồi về giá thì em sẽ để giá ở dưới bình luận, anh chị có thể xem giá bên dưới. Đặc biệt là vừa về luôn cả cái cây này 1.200.000 kèm Cobra 300mm, đó quá dữ luôn, 1.200.000, nó dài hơn, lực nó sẽ khỏe hơn. Còn một cây mới sản xuất tháng 4 năm 2018, về shop rồi mà chưa kịp review, chưa kịp chụp hình luôn, thì khách đã bay qua lấy rồi, bởi vì nó đặt trước rất là lâu, không cho mình có cơ hội để trải nghiệm luôn. Thì sự khác biệt của nó chính là ở trên cái cần này nó sẽ có một cái nấc để mà mình chỉnh cái số, ví dụ như này, vô chỗ này nè,
Thì thấy ha, có cái tam giác này, thì đối với cây kèm mới á, thì trên nguyên cái dãy trường trượt này nó sẽ có những cái số đó nó sẽ báo hiệu cho mình biết là ở cái mức đó là sử dụng mở ốc bao nhiêu, hoặc là mình chỉnh đúng cái mức đó. Ví dụ đây số 17 thì cái hàm mở này ra chuyên dùng để mở ốc số 17. Rồi chương trình giới thiệu một số cây kèm cannabis đến đây là tạm thời kết thúc. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Để biết giá hoặc đặt hàng thì xem dưới bình luận, ở bên dưới sẽ có báo giá cụ thể luôn. Hoặc anh chị có thể liên lạc số điện thoại hoặc Zalo 0129 39 78 258, đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8 Phú Nhuận. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.